trần trọng phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc biệt cuối tuần ngày hôm nay và chương trình này chủ yếu là để đào sâu mỗi một vấn đề tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề liên quan tới thời sự hoặc là liên quan tới những vấn đề quý vị quan tâm hay là liên quan tới vấn đề lịch sử của việt nam đó là cái chủ đề của chương trình thời sự mà mỗi à, cuối tuần mà phong thực hiện và trong chương trình ngày hôm nay thì phong lại có một cái bài nói chuyện liên quan tới cái việc gọi là kiểm duyệt của cộng sản đã giết dần tất cả sự phát triển của dân tộc và việc kiểm duyệt này không phải chỉ trên lĩnh vực cả giải trí, văn nghệ, nghệ thuật mà nó còn trên tất cả các lĩnh vực khác và đồng thời trong cái đề tài thì Phong đã đề rõ ra là Việt Nam không thể phát triển được bởi vì trình độ quan trí thua trình độ dân trí. Ok quý vị, để nói về cái chuyện này thì à, có lẽ chúng ta phải so sánh trước về mỗi cái xã hội trước khi mà chúng ta đi vào trong cái bài phân tích. Hôm nay là năm 2021. Tính ra thì à, nếu mà Cộng sản kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Việt Nam là 46 năm và 47 năm, 46 năm rồi quý vị nha. Hơn 46 năm, gần 47 năm rồi. Và nếu mà tính một phân nửa của Việt Nam thì Cộng sản đã cai trị ngoài Bắc 70 mấy năm. À, tính từ năm 1954 tới bây giờ nha quý vị thì coi như là hai miền Nam Bắc thì cộng sản đã cai trị mấy chục năm và sau mấy chục năm cai trị thì ngày hôm nay quý vị nhìn thấy được cái sự phát triển của Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực có một cái sáng tạo nào mới hay không. Tức là có một cái phát minh hay một cái sáng tạo nào mới để phát triển kể cả các lĩnh vực khác nhau, từ những lĩnh vực về cái nguồn kinh tế của đất nước là về nông sản, hải sản cho tới ngành gọi là công nghiệp và cho tới những cái ngành mang tính chất tinh thần là giải trí, nghệ thuật vân vân. Dường như trong 70 năm qua không có một sự phát triển nào, kể cả cái ngành văn học cũng không có một cái phát triển nào hết và không có một cái tác phẩm nào được xem là à, dân chúng được à, à, gọi là à, biết đến nhiều. Đó là một trong những cái mà chúng ta nhìn thấy được ở trong cái à, à cai trị của Cộng sản. Trong khi đó, bây giờ tôi đi ngược lại thời gian miền Nam Việt Nam trước năm 1975. Từ năm 1954 thì bắt đầu chia đôi đất nước. Và cho tới năm 1975, chúng ta nhìn lại và ghi nhận những cái sự sáng tạo của miền Nam trước đi quý vị. Đầu tiên hết là trên lãnh vực gọi là văn hóa nghệ thuật. Thì quý vị thấy là hàng chục ngàn bản nhạc đã được sáng tác ở uh, trước 75 tức là từ năm 1954 cho tới năm 1975, hang có đó còn là có thể nói là mấy chục ngàn bản nhạc đã được à, sáng tác và đã đi vào lòng người. Đó là cái phần mà tôi gọi là ngành giải trí nghệ thuật. Thứ hai là ít nhất là tất cả những cái à, sinh hoạt sân khấu thời điểm đó đã có những sáng tạo thu hút rất đông đảo người xem cho các lĩnh vực khác nhau, trong đó gồm có ngành à, điện ảnh ngành văn nghệ à, sân khấu trình diễn, ngành à, cải lương, ngành cải lương hồ quảng, ngành hát bộ thì chúng ta thấy sự phát triển rất rầm rộ. Bên cạnh đó thì từ năm 1954 đến năm 1975 phải nói rằng là cái làng à, thi ca và sáng tác văn chương của Việt Nam thời điểm đó là phải nói rực rỡ. Rất nhiều tác phẩm cho tới ngày hôm nay vẫn được mọi người tìm đọc rất là nhiều. Từ những tác phẩm mang tính chất văn hóa giáo dục của tuổi hoa cho tới những cái tác phẩm văn chương phản ảnh về cái đời sống thực tại của người dân cho tới những cái tác phẩm mà sáng tạo về à, 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 tưởng tượng. Ví dụ như là quý vị còn nhớ là trong cái Z28 từ những câu chuyện về gọi là một à, hình thức cũng giống như là 007 James Bond, ngày xưa chúng ta đã có tác phẩm z 28 là nói về ngành tình báo rồi à, chúng ta có những tác phẩm phản ảnh về xã hội của Nguyễn Mạnh Côn của Duyên Anh của Chu Tử, rồi chúng ta có những cái tác phẩm liên quan tới à, Thi Ca và rất là nhiều, có nghĩa là cái ngành à, văn nghệ giải trí đã có một cái sức phát triển rất lớn. Bên cạnh ngành văn nghệ giải trí, thì ngành nông nghiệp có được cái sự sáng tạo nào? Từ bắt đầu à, dưới cái thời điểm mà Việt Nam Cộng Hòa quản trị, thì chúng ta đã bắt đầu biết sử dụng những cái à, máy bay để mà giúp người dân có thể rải những cái à, thuốc à, chống à, cái thuốc chống à, sâu bọ cho tới rải nước trên những cánh đồng và chúng ta đã có những cái máy móc để mà giúp đỡ cho người nông dân từ cái máy xây lúa cho tới đã được sáng tạo và à, theo cái kiểu của miền Nam để mà hỗ trợ cho người nông dân người ngư phủ có thể đánh bắt cá à, đánh bắt tôm hoặc là trồng trọt ở tại miền Nam Việt Nam rồi bước qua ngành à, gọi là về xã hội ngày xưa chúng ta đã từng có những cái uh, sản phẩm nổi tiếng mà được xem là người dân tới bây giờ vẫn còn nhớ tới ví dụ như là xà bông Coba ví dụ như là kem Inot hay là chiếc xe La Đà Lạt là một trong những cái uh, sáng tạo do của người Việt Nam đã tạo ra cái sản phẩm cho chính người Việt Nam rồi quý vị những cái sản những cái ngành công nghiệp cho tới cái ngành mà gọi là sản xuất những cái phương tiện cho người dân sử dụng trong cái xã hội Việt Nam, gần như là nó phát triển rất đều. Tất cả này đều do sáng tạo của người miền Nam trước năm 1975 và nếu tôi kể ra thì chắc không hết đâu. Rất nhiều những cái sáng tạo rất hay của những à, nhiều thành phần khác trong xã hội, từ tầng lớp trí thức à, cho tới như à, tầng lớp à, giải trí, cho tới những cái tầng lớp đặc trách về à, những cái à, nền kinh tế xương sống của miền Nam, từ ngành nông nghiệp cho tới ngành công nghiệp. Đó là tôi so sánh cho quý vị thấy năm 1954 cho tới năm 1975, 21 năm mà thôi. Thì đã có những cái sáng tạo ghi nhận rất rõ ràng. Và đó là cái gì mà chúng ta thấy được. Rồi bây giờ chúng ta kể lại Cộng sản từ năm 1975 cho tới bây giờ. Thì quý vị, thứ nhất là ngành sân khấu giải trí gần như là chết đứng. Chết đứng là chỗ nào? Thứ nhất là à, nếu mà so sánh lại thì quý vị thấy là ngành cải lương gần như bị đào thải so với ngày xưa là mỗi cả trăm cả chục đoàn khác nhau mỗi một đoàn diễn một vở tuồng gần như là đêm nào cũng show ao vé tức bán sạch vé và đêm nào cũng đông khách mà cứ một tuần như vậy á họ diễn 6 tháng trời mỗi đêm vẫn đông khách trong khi bây giờ dồn tất cả các à, nghệ sĩ tên tuổi của ngành cổ nhạc miền Nam cũng không kéo được vài trăm khách trong một một đêm diễn thôi quý vị. Là quý vị thấy là nó lụng bại rồi. Thứ hai là ngày xưa ngành công nghiệp Việt Nam phát triển điển hình là chiếc La Đà Lạt là một trong những cái biểu tượng là được sáng tạo toàn bộ bởi người Việt Nam. Còn ngày nay thì bắt đầu nó đánh bóng lăn xe cho cái loại xe VinFast nhưng cuối cùng là gì quý vị? Đâu phải sáng tạo của người Việt Nam. Nó mua lại cái kỹ thuật của và cái lắp ráp của các cái động cơ máy ở bên Đức. Rồi về nó chỉ thiết kế lại cái mô hình thôi. Thì nó gọi đây là xe của Việt Nam. Thì quý vị so sánh hai cái quý vị đã thấy. Và cái thứ ba là trên cái lĩnh vực gọi là à, sáng tác về âm nhạc. Cho tới ngày hôm nay, Cộng sản có được bao nhiêu cái sáng tác kể cả nhạc đỏ, kể cả nhạc tình. So với cái số lượng chỉ có 21 năm ở miền Nam mấy chục ngàn cho tới cả trăm ngàn bản nhạc của cả trăm tác giả khác nhau. Còn bây giờ quý vị đếm trên đầu ngón tay được mấy bản nhạc? Đó là tôi nói về cái ngành giải trí. Còn bước qua ngành khoa học, ngày xưa chúng ta đã từng có một đại tá Nguyễn Xuân Vinh là người đã đóng góp đặc biệt cho NASA, người đã giúp cho NASA vẽ được cái bài toán làm sao có thể có cái đường bay lên mặt trăng. Còn ngày hôm nay, quý vị, ngay cả cái vệ tinh phải nhờ tới người nhật bắn lên mà bây giờ mất tiêu luôn thì quý vị nhìn thấy rất là rõ ràng và tất cả ngày hôm nay đáng lý là cái sức sáng tạo phải mạnh hơn tại vì nó mở ra nhiều cơ hội so với ngày xưa ngành kỹ thuật ngày xưa chưa có cao còn bây giờ ngành kỹ thuật khá nhiều nhưng mà tại sao việt nam không có được một cái kỹ thuật nào được ra mắt với công chúng một cái kỹ thuật nào mà được người dân sử dụng nhiều gần như là không có con số zero luôn quý vị, toàn là đi vay mượn của nước khác chứ không hề có một cái nào của riêng Việt Nam cả. Kể cả cái uh, uh, ngành gọi là internet, bây giờ là internet mở rộng lắm mà Việt Nam bây giờ 90 triệu dân, ngày xưa chúng ta chỉ có 20 triệu dân ở miền Nam thôi. Mà cái sức sáng tạo đã mạnh. Trong khi bây giờ đối chiếu so sánh lại đối với bây giờ 90 triệu dân, 90 triệu cái đầu mà không có nổi những sáng tạo. Câu hỏi tại sao quý vị? Có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất tôi vẫn nói bình thường với quý vị là do cái nền giáo dục bế tắc mang tính chất tẩy não tuyên truyền chứ không có mang lại kiến thức cho những thế hệ học ở Việt Nam. Do đó, cái ngành đầu tiên hết là cái ngành giáo dục bế tắc nó không có chủ trương đào tạo mà nó chủ trương chỉ có tẩy não và tuyên truyền là nhiều, cho nên là không tạo được những cái sáng tạo mới. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là do trình độ quan trí nó thấp hơn trình độ dân trí. Tức là những kẻ cai trị khả năng không đủ nhưng ngồi trên đầu trên cổ của những người dân và những người mà có trí thức và có được cái khả năng họ không lại không đủ điều kiện để ngồi vào cái ghế quản lý đất nước mà họ phải làm dưới quyền của những kẻ cai trị có thể đảng. Thì những kẻ này trình độ quan trí quá thấp ngay quý vị nghe cái phát ngôn của họ thôi là quý vị thấy là cái trình độ họ thấp tới mức mức độ nào mà họ ngồi trên đầu trên cổ quý vị trong khi đó những sinh viên ra trường hay là những người mà có chút xíu khả năng họ phải tìm đường ra khỏi Việt Nam bằng mọi giá để họ phát triển cái chuyên môn của họ họ không thể ở tại Việt Nam được tại Việt Nam không có cửa phát triển bởi vì thứ nhất là quan trí quá thấp mà ngồi trên ghế cai trị thứ hai là hệ thống kiểm duyệt nó bóp chết tất cả những cái sáng tạo của người Việt Nam. Từ những cái sáng tạo về cho ngành nông nghiệp, cho tới những cái sáng tạo về quốc phòng, đầu cơ động cơ, cho tới những cái sáng tạo về ngành giải trí đều bị một cái cục kiểm duyệt nó siết chặt hết. Và chính điều này nó dẫn tới một cái tình trạng là 46 năm cai trị ở miền Nam, 70 năm cai trị ngoài Bắc. Cộng sản không có được một cái sản phẩm nào ra hồn. Thậm chí là người ta còn nói là một con ốc vít làm cũng chưa xong. Thì cái vị câu nói này không sai lắm. Bởi vì cái hệ thống kiểm duyệt nó đã siết chặt hết tất cả mọi cái sáng tạo của người Việt Nam. Và thứ hai là cái trình độ quan trí quá thấp. Đó quý vị nghe cỡ như Phạm Minh Chính đương kim thủ tướng mà nói rằng chỉ cần dân có cái ăn cái mặt là nhân quyền. Không hiểu được và không định nghĩa được chữ nhân quyền là cái gì hết nhân quyền tức là quyền con người quyền con người là quyền được ăn được mặc được tự do suy nghĩ được tự do sáng tạo được tự do tôn giáo được tự do đi lại đó gọi chung là quyền con người nó nằm trong cái giá trị phổ quát của liên hiệp quốc mà một ông thủ tướng chỉ định nghĩa nhân quyền là có ăn có mặc là nhân quyền thì quý vị nhìn thấy nội cái trình độ quan trí như vậy nó cai trị đất nước việt nam thì làm sao việt nam phát triển được đây rồi nhiều người vẫn còn hy vọng là Việt Nam nếu mà không có Cộng sản thì sẽ phát triển rất tốt. Đúng, nhưng mà quý vị, bây giờ dù Cộng sản có sụp đổ đi nữa, để được phát triển tốt, Việt Nam phải mất ít nhất hai thế hệ. Tôi cứ tính một thế hệ là 10 năm, hai thế hệ là 20 năm. Thì ít nhất hai thế hệ thay máu toàn bộ giáo dục đó. Thì những đứa trẻ sinh ra bây giờ, 20 năm sau, nó được đào tạo trong những cái nền giáo dục khác thì mới có cái cơ hội cho đất nước phát triển. Và cuối cùng nhất là cái lực cản trở mạnh nhất cho cái sự phát triển của dân tộc Việt Nam chính là cái mà cộng sản đã tự điền vào hiến pháp, điều 4 hiến pháp, họ tự mình cai trị đất nước và không cho phép bất cứ ai có thể thay thế vị trí của Đảng Cộng sản để mà quản lý đất nước cả. Chính điều này nó cản trở toàn bộ sự phát triển của dân tộc. Bởi vì giống như tôi nói, quan tí quá thấp những tên làm quan những tên cán bộ đảng viên trình độ không tới đâu hết nhưng mà nó nắm quyền lực cai trị cho nên tất cả những sáng tạo của quý vị đều do nó quyết định yes or no nó phán cho thì được phát triển một phần nào nó không cho nó nói cái này là liên quan tới bí mật quốc gia cái này là tầm bậy tầm bạ nó phán một cái là coi như là tất cả những sáng tạo của quý vị vô thùng rác hết chính vì trình độ quan trí thấp cho nên nó mới cản trở rất nhiều những cái phát triển của dân tộc từ cấp thủ tướng kể cả cấp chủ tịch nước bây giờ xuống tới những tên cán bộ xã quý vị thấy cái phát ngôn của họ là quý vị thấy được trình độ khả năng của họ như thế nào bởi vì họ đâu có được người dân chọn lựa bằng khả năng họ là được do đảng nó chọn ra để làm kẻ cai trị chứ họ không có được người dân bỏ phiếu cho họ do đó từ các ban ngành quý vị thấy từ ngành công thương cho tới ngành y tế cho tới ngành giáo dục cho tới ngành giao thông vận tải rồi ngành công an vân vân khi mà họ ra họ phát biểu một cái là dân chúng muốn bật ngửa luôn cho mỗi một lời phát ngôn của các uh, quan trí các vị quan đã cai trị chính cái điều này nó đã cản trở rất nhiều sự phát triển của cả một dân tộc và cả những thế hệ trẻ luôn thế hệ trẻ thật sự sau này họ không học được cái gì ở trong cái nhà nhà trường của cộng sản ngoại trừ sự tuyên truyền và tẩy não cái vốn mà họ có được ngày hôm nay để họ có thể lăn xả vào xã hội làm việc là nhờ họ tự học tự học với bạn bè kinh nghiệm và tự học ở trên google trên youtube họ tự học họ tự tìm hiểu ở những cái video không nằm trong việt nam mà ở ngoài việt nam họ phải tự đào tự bơi để họ tìm hiểu được những cái thông tin và học hỏi được những cái điều mà kiến thức ở bên ngoài còn cái hệ thống giáo dục đó nó gần như trói buộc do đó giới trẻ việt nam họ tốt nghiệp đại học nhưng mà không học được cái gì hết cái họ học được là kinh nghiệm giữa những bạn bè với nhau giữa những anh, e, anh đàn anh đi trước với nhau rồi họ lại chỉ dẫn nhau vào những cái trang web nào ở bên ngoài để có những cái bài học có những cái kiến thức cơ bản Do đó, ở Việt Nam nếu mà nói là dân trí thấp thì không đúng. Nếu mà nếu mà chỉ căn cứ trên cái nền giáo dục cộng sản thì đúng là dân trí thấp. Nhưng nếu xét trên thực tế thì dân trí không thấp, tại vì họ biết tìm ra những cái chỗ khác để mà tăng cường cái kiến thức của họ. Ngược lại, đám cán bộ, bộ đảng viên, đám quan chức thì quả thật là kiến thức rất là thấp. Thậm chí quý vị, đụng cái đồ gì cũng đưa lên mũi người hết. Nó làm như cái lỗ mũi là vạn năng có thể ngửi ra được tất cả mọi thứ đó quý vị nhìn thấy rồi đó từ ông bộ trưởng giao thông cho tới bà bộ trưởng y tế cầm cái bật gì cũng đưa lên mũi ngửi hết mà không biết được ngửi đó để làm cái gì quý vị đó là cái mà tôi nói cho quý vị thấy rất rõ ràng là đây là trình độ quan trí mà những kẻ này lại là những kẻ cai trị nắm quyền lực do đó cái sự phát triển của việt nam nó bị giới hạn nó bị bế tắc là ở chỗ này. Và có ai đó hy vọng rằng Việt Nam sẽ à, trở thành một cường quốc trong tương lai thì họ đang nằm mơ hão huyền. Bởi vì với cái trình độ quan tí như vậy và cái lực cản như vậy thì nó không thể nào phát triển toàn bộ cái lực của dân tộc được hết. Rất rõ ràng, nó không phát triển được cái lực của dân tộc để mà tạo ra được cái sức mạnh để phát triển đồng loạt. Mà quý vị nhìn thấy đó lúc mà cộng sản chưa cưỡng chiếm miền Nam thì các ngành phát triển rất là đồng bộ, nền kinh tế miền Nam rất là tốt. Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam 45 năm sau, 46 năm sau thì có là gần như là nó không bằng được cái nền kinh tế của miền Nam trước đây nữa. Từ dân trí, từ cái à, cái đóng góp cho xã hội cho tới cái cách sống, cách ứng xử tất cả mọi thứ đều thua xa miền Nam trước năm 1975, 46 năm sau. Đây quý vị, tôi kể ra để cho so sánh hai cái cái chế độ nó cho quý vị thấy rõ ràng là nó bắt nguồn từ những kẻ quản trị đất nước. Miền Nam có thể rằng các vị quản trị đất nước thời điểm đó họ bị chính chính trị chi phối. Do đó họ không có đủ cái quyền lực để thúc đẩy đất nước có thể có được cái sự ổn định bởi vì Việt Nam là một xã hội tự do. Thì quý vị, nhưng mà họ cũng điều hành để cho đất nước phát triển một cách thoải mái. Ngược lại, Cộng sản bây giờ thì nó trói buộc tất cả mọi cái quyền phát triển của mọi người. Mặc dù nó nắm quyền và thống nhất đất nước trong một cái gọi là không có chiến tranh, nhưng nó không phát triển được. So với thời điểm mà Việt Nam đang có chiến tranh trước năm 1975 trong miền Nam, họ vẫn phát triển điều. Là bởi vì cái tôi đã nói với quý vị rất là nhiều lần cái quyền tự do ngôn luận nó là cái nguồn gốc của tất cả mọi thứ tự do và chính nhờ cái tự do ngôn luận nó dẫn tới tự do tư tưởng tự do sáng tạo và nhờ những cái tự do sáng tạo tự do tư tưởng này mà mới có nhiều tài sản mới có nhiều những cái uh, sáng tạo cho miền nam còn bây giờ cộng sản nó siết chặt tất cả cái quyền tự do con người từ quyền tự do ngôn luận nó, họ đã không có rồi không được phép phản biện không được phép có ý kiến khác với lại cái kẻ cai trị. Thì làm sao quý vị có thể sáng tạo được đây? Rồi chưa kể là nhiều cái à, mặc dù rằng là cộng sản ký kết trong cái giá trị phổ quát nhưng không bao giờ tôn trọng cả. Và chính cái điều này nó dẫn tới Việt Nam lình sinh chết không chết mà sống không sống. Tức là nền kinh tế của Việt Nam sẽ không bao giờ phát triển được hết. Và cái gọi là cái mức độ gọi là giáo dục của Việt Nam cũng không phát triển được luôn nó chỉ chấp vá thôi. Đương nhiên là trong đó quý vị cũng trách về cái chuyện mà gọi là mỗi năm nó dùng cái giáo dục nó in sách bán lấy tiền quý vị là cái chuyện nhỏ thôi. Cái chuyện lớn là cái sự đào tạo đó không có. Cùng lắm là cho quý vị biết chữ, biết đọc thôi. Chứ cũng không có đem lại một cái kiến thức nào cho mấy đứa nhỏ và đặc biệt là gì quý vị, không đem lại cái giá trị đạo đức gia đình cho mấy đứa nhỏ. Tại vì các cái chương trình mà gọi là dạy học trong trường học đều mang nặng mùi tuyên truyền và tẩy não ca ngợi tô hồng cho cái đảng cai trị chứ không mang tính chất nhấn mạnh cái giá trị của gia đình cái giá trị mà làm nên cái xã hội chính vì vậy mà tại sao mà cái giới trẻ việt nam hiện nay bị băng hoại việt nam không phát triển được không những như vậy mà giới trẻ bị băng hoại bởi những cái tư tưởng lệch lạc lệch lạc có nghĩa là cha mẹ đẻ nó ra nó nói là tại vì cha mẹ làm tình với nhau sướng quá cho nên đẻ nó ra chứ không nó không có trách nhiệm gì với cha mẹ đó quý vị cái kiểu nó phát biểu như vậy đó là quý vị thấy rõ ràng là cái nền giáo dục đó tẩy não khiến cho có những cái kẻ mà nó phát biểu như vậy hay là cái ông giáo sư nào đó tuyên bố rằng là bỏ tiên học lễ hậu học văn tức là cái nền giáo dục đó nó siết chặt cái giá trị nó siết chặt tất cả mọi thứ nó không cho phép giảng dạy về cái giá trị đạo đức gia đình cho nên nó mới có những cái suy nghĩ này nó phát biểu ra và nó dẫn tới một cái hậu quả là gì quý vị bây giờ hầu hết giới trẻ việt nam bị đẩy vào những cái trò à, tiêu khiển vô bổ từ game cho tới à, những cái giải trí của nước ngoài du nhập vào việt nam nó không để cho người thanh niên của việt nam có được cái mục đích sáng tạo và cầu tiến tại vì khi mà cầu tiến làm tới mức độ nào nó không có thể đảng thì coi như không làm được cái gì hết. Không phải con ông cháu cha thì cũng không chiếm được những cái vị trí quan trọng. Nó tạo ra một cái xã hội phân biệt và một cái xã hội gọi là cấu kết các quyền lực với nhau. Nó làm cho cái giới trẻ ở Việt Nam không phát triển được. Đứa nào mà có cái suy nghĩ là tìm đủ mọi cách ra khỏi Việt Nam. Tại vì nó biết ra khỏi Việt Nam nó mới có cơ hội phát triển theo cái sở thích của nó, phát triển theo cái khả năng của nó. Còn ngày nào trong Việt Nam nó chỉ cắm đầu kiếm cơm qua ngày miễn sao mỗi tháng đủ chi phí để mà trả tiền này tiền kia là nó là nó nó coi như là tạm thời yên tâm và nó không còn cái cái ý nghĩ gọi là cầu tiến được nữa. Tại vì cái xã hội đó không cho nó cái cơ hội. Tất cả những cơ hội đều do tất cả những kẻ có thẻ đảng nắm hết rồi. Hoặc là con cháu của những kẻ có thẻ đảng nắm hết rồi. Nó không còn nhiều cơ hội nữa. Và quý vị, một dân tộc mà 90% đều không có cơ hội, chỉ có chưa tới 5%. Thì nó có cơ hội thì làm sao cái dân tộc đó phát triển một cách thoải mái được quý vị? 5% đó là con cháu của đảng viên, thân nhân của đảng viên và bản thân các đảng viên. Còn lại tất cả những người khác đều không có cơ hội. Thì làm sao phát triển được dân tộc một cách gọi là tuyệt đối để cái nền kinh tế và cái sức mạnh của Việt Nam được phát triển ra bên ngoài. Do đó quý vị, cái bài nói chuyện của tôi ngày hôm nay chủ yếu là cho quý vị thấy rõ sự phát triển của dân tộc Việt Nam. Nó sẽ không bao giờ phát triển được ngày nào cái đặc, à, chủ nghĩa cộng sản còn cai trị trên đất nước này. Bởi vì nó vì quyền lợi giữ lại cái à, quyền lợi đặt lợi tiếp tục cai trị thì cơ hội của quý vị sẽ không có. Do đó, cái tình trạng mà gọi là bỏ ra khỏi Việt Nam bằng bất cứ hình thức nào, từ đi xuất khẩu lao động, trốn qua nước khác một cách bất hợp pháp hoặc là tìm cách gọi là di dân một cách hợp pháp bằng khi có tiền có bạc để mà tìm cách đi ra khỏi nước ngoài đi ra khỏi nước việt nam để đi ra nước ngoài nó vẫn chưa bao giờ dừng lại cái cơn sóng mà gọi là à, rời khỏi việt nam chưa bao giờ dừng lại trong suốt mấy chục năm qua là bởi vì cái hệ thống cai trị này nó cản trở hết sự phát triển của cả dân tộc nói chung và nó cản trở cái tương lai của giới trẻ nói riêng chính vì vậy mà mới có cái tình trạng gọi là mình gọi là gì quý vị chất xám chảy máu tức là chảy máu chất xám ra nước ngoài và đó là những gì nó đang xảy ra tại Việt Nam bây giờ quý vị có hy vọng thay đổi gì cũng không được tại vì thay đổi là phải thay đổi cái gốc vấn đề tức là cái đảng cai trị đó phải chấm dứt và thay đổi bằng một cái thể chế chính trị khác thì quả chăng dân tộc Việt Nam mới có cái cơ hội để đứng ngang hàng với những nước ở khu vực ngày nào cộng sản còn cai trị dân tộc Việt Nam vĩnh viễn vẫn là Nghèo đói, lạc hậu, đang phát triển. Họ sẽ không bao giờ ngóc đầu dậy nổi để trở thành một quốc gia đang đã phát triển giống như những quốc gia khác. Và tiếp tục phải đi ăn mài, tiếp tục phải đi làm ô sinh, và tiếp tục phải đi làm công cho nước khác. Và đó quý vị, đây là cái mà tôi, à, trong cái chương trình đặc biệt này tôi phân tích và đối chiếu, so sánh cho quý vị thấy cái xã hội trước năm 1975 và cái xã hội sau năm 1975 và sự cai trị với trình độ quan trí thấp kém hơn dân trí thì không tài nào đất nước Việt Nam phát triển được. Ok quý vị, đó là cái bài nói chuyện buổi à, cuối tuần ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả quý vị trong cái chương trình thường lệ mỗi một ngày của Phong. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả mọi người và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.